nay là đội quân lĩnh sẽ làm một cái bàn giao một chiếc xe tải thị trường Việt Nam mình đấy, tin dùng và mua rất là nhiều. Đấy là tổng quen B180 thì toàn quy là tập đoàn ra lắp ráp thôi, đơn vị nhập khẩu thôi. Thế này được chồng Vy con giao cho chị Hương, mà chồng chị Hương đang test xe đây này. Đấy, chồng chị Hương đang kiểm tra xe để cho nên thấy nè, vị số 61 anh em mới dầu tiếng mà lên tới Bình Chánh mua xe nha.